Chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn bộ game Liên Minh Huyền Thoại Mobile. Game này là có đồ họa thì là những con tướng của Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng mà về kỹ năng thì có thêm kỹ năng so với Liên Quân Mobile. Và đồ họa của Liên Minh thì cũng là rất là đẹp. Đây như các bạn nhìn thấy trên màn hình này. Đấy, bộ kỹ năng này có 4 kỹ năng, còn Liên Quân thì chúng ta chỉ có 3 thôi. Đấy, đây. Bộ Liên Minh Huyền Thoại này chúng ta cũng sẽ đánh xếp hạng như các bạn. Đánh xếp hạng, chiến thắng cùng bạn bè này. Thiết kế dành cho di động lên. Đấy, thi đấu xếp hạng rất tốt. Đây, EZ đây, trang phục cũng rất đẹp. Thật tuyệt vời đúng không các bạn? Đấy. Liên Minh Huyền Thoại Mobile. Các bạn cứ gõ Liên Minh Huyền Thoại Mobile, gõ tên kênh của mình VCD Game TV. Rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Mọi người hãy đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Rồi. Xin chào tất cả mọi người.